Dù thế sẽ có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa, tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi, lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dù ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa, Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối trong cuộc đời của tôi. Người nào ở trong nơi kinh đau của Cha Thiên Thượng sẽ hằng được ở dưới bóng của đồng toàn nắng. Tôi thưa với Chúa tôi rằng Ngài là chỗ nương náu của tôi, là đơn lũy vững chắc muôn đời, tôi tin cậy Ngài. Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi né vào. Sự thanh tịnh của Chúa là cái khiên và mọc của tôi sẽ chẳng kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay trong ban ngày. Dịch lệ lấy ra trong tối tăm hoặc sự huy pha trong lúc trưa. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa, tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miệng người khen danh Chúa không thôi, lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa, Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối trong cuộc đời của tôi. Dù thế giới có đổi rời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa, tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, niềm người khen danh Chúa không thôi, chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa, Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi, gìn giữ tôi trong mọi lối trong cuộc đời của tôi.
Kính chào quý con cái Chúa, chúng ta vui mừng ngày hôm nay trong Thánh Nhật đến thờ phượng Chúa. Lòng chúng ta hân hoan vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta và chúng ta là chiên con của Chúa. Và chúng ta dù đang ở nhà vì cách ly, song chúng ta hiệp nhất với nhau trong tâm linh để thờ phượng Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta hôm nay. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị lòng để đến với Chúa qua lời gọi thờ phượng. Xin kính mời Thánh đứng dậy. Lời gọi thờ phượng. Chúng ta sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho mình? Chúng con sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Chúng con sẽ trả xong cho Chúa sự hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Chúng con sẽ cầu khẩn danh Chúa trong hành lang của nhà Ngài. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa qua sự cầu nguyện khai lễ. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Cha Chí Thánh, thật chúng con phải làm gì đối diện với ân điển lớn lao của Chúa, sự thành tín tốt lành của Ngài. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Cha dấu yêu thì Chúa hiện diện ở cùng chúng con. Chúa thật không bỏ chúng con, song thương xót chúng con luôn luôn. Chúng con cảm ơn Chúa trong mùa đại dịch này, chúng con vẫn tiếp tục có thể thờ phượng Chúa qua mạng lưới. Chúa ở cùng với mỗi ông bà anh chị em chúng con, dù chúng con thiếu vắng sự thông công đích thân khi gặp gỡ nhau tay bắt mặt mừng, nhưng Chúa vẫn ở bên cạnh chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa ban ơn trên thời giờ này chúng con thờ phượng Chúa, cho chúng con tràn đầy niềm tin kính đối với Ngài. Từ tấm lòng chúng con sẽ dâng lên sự thờ phượng, sự ngợi khen. Chúng con sẽ mở lòng ra để đón nghe lời của Chúa là lời hằng sống, và chúng con sẽ sống theo lời của Ngài. Vì chúng con nhận biết con người sống không phải bánh mà thôi, nhưng bởi mỗi lời từ môi miệng Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Cha dấu yêu một lần nữa chúng con hiệp lại với nhau trong danh Chúa Giê-xu để thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban phước trên thời giờ này. Nguyện xin tâm linh chúng con sẽ được thanh thoát đến với Chúa. Thánh Linh của Chúa làm việc trong đời sống mỗi chúng con, và chúng con sẽ thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cùng nhau tôn vinh Chúa. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is a day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Lòng tôi hân hoan ca hát niềm biết ơn cao sao nơi Ngài. Lòng tôi luôn vui tôi ca tiếng ca. Ngày hôm nay cha mang vui thỏa đến với tâm linh này. Tạ Chúa đã đem đêm ơn vui cho đời tôi. Tâm tôi luôn vui thỏa, tâm tôi ca ngợi Ngài. Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu thương chan chúa. Tâm tôi luôn vui thỏa, tâm tôi ca ngợi Ngài. Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong Giê-xu thôi. I will rejoice for he has made me glad. Chúc tôn Ngài thật thiêng liêng, thật là
chúc tường danh thánh vinh quang. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Chỉ một giây xu ngài thừa thiên cung, Chúa cả muôn loài trở nên sơ sinh. Qua tình yêu thương ngài là của Chúa, trôi bờ nhân loại Chúa đã hy sinh. Ở trên cây gỗ Chúa chịu thập hình, để đức Chúa Cha đấng xương công bình. Vì một tội ôi ngài đã ô mang, chỉ giữ trong ngài Chúa ơi con tin. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am mine, but with the precious blood of Christ. For I am his, and he is mine, but with the precious blood of Christ. Xin hỏi Thánh cùng nhau đọc lời cầu nguyện xin tội. Lạy Cha Thánh, chúng con đã phạm tội vì không chuyên tâm làm đẹp lòng Ngài. Trong đời sống chúng con có nhiều chỗ đáng trách, những lời hư không phàm tục, những tình dục ô uế và những tranh cạnh điên dại. Chúng con đã không tìm điều công bình, đức tin, yêu thương và hòa thuận. Vì cớ của Chúa Giêsu của chúng con, xin Ngài ban cho sự ăn năn thật để chúng con nhìn biết lẽ thật, tỉnh ngộ và gỡ mình khỏi lưới tội lỗi. Amen. Tin mừng xá tội. Hãy nghe tin mừng. Trong Chúa Giêsu Christ chúng ta được tha tội. Thượng Đế đã cho chúng ta hòa giải với Ngài để không kể đến tội lỗi mình. Xin anh chị em chớ tiếp nhận ân phúc Ngài cách vô ích. Hãy ngợi khen và tạ ơn Chúa vì lòng thương xót nhân từ Ngài. Amen. Xin hỏi Thánh cùng chúc bình an cho nhau. Nguyện sự bình an của Chúa ở cùng quý ông bà, anh chị em và ở cùng hội thánh chúng ta luôn luôn. Người nào ở trong nơi kinh đau của Cha Thiên Thượng sẽ hằng được ở dưới bóng của đồng toàn nắng. Tôi thưa với Chúa tôi rằng Ngài là chỗ nương náu của tôi, là đơn lũy vững chắc muôn đời tôi tin cậy Ngài. Ngài sẽ mở bóng cánh che chở cho tôi né vào. Sự thanh tịnh của Chúa là cái khiên và mọc của tôi. Tôi sẽ chẳng kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay trong ban ngày,
dịch lệ lấy ra trong tối tăm hoặc sự huy. Xin hỏi thánh cùng đứng lên để lắng nghe lời Chúa. Xin hỏi thánh cùng đọc trong sách Thi Thiên 34. Tôi luôn cảm tạ Chúa, miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. Linh hồn tôi hãnh diện trong Chúa, những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tán dương Chúa, hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. Tôi đã cầu khẩn Chúa và Ngài đáp lời tôi. Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Những người ngưỡng trong Ngài được chiếu sáng và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này kêu cầu, Chúa nghe lời người và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. Thiên sứ Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm và xem Chúa tốt lành dường bao, phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. Hỡi các thánh, hãy kính sợ Chúa, vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, nhưng những người cầu khẩn Chúa không thiếu một điều tốt lành nào. Hỡi các con, hãy đến nghe ta sẽ dạy các con sự kính sợ Chúa. Ai là người khao khát sống, thích được trường thọ để thấy phước lành? Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, và môi mình khỏi lời gian dối. Hãy lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Mắt Chúa chăm nom người công chính, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Chúa nghịch cùng kẻ làm ác, để chặt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất. Người công chính kêu cứu, Chúa đã nghe và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. Chúa ở gần những người có tấm lòng đau thương và cứu những người có tâm linh thống hối. Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, nhưng Chúa giải cứu người thoát cả. Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người, không một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. Chúa cứu chuộc linh hồn tôi tới Ngài, và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội. Xin hội thánh cùng tiếp tục theo dõi trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 13 đến câu 25. Vậy, anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dốt nát. Nhưng như đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình. Vì Kinh Thánh chép rằng, các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Và nếu anh chị em xưng Ngài là cha, là đấng không thiên vị, nhưng xét xử mọi người tùy theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tha hương. Vì anh chị em biết rằng, chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, nhưng bằng chính huyết báo của Chúa Cứu Thế, như huyết chiên con không khuyết tật, không vết nhơ. Ngài đã được định trước khi sáng thế, nhưng hiện ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ anh chị em. Nhờ Ngài, anh chị em tin vào Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang. Như thế, anh chị em đặt niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Nhờ vân phục chân lý, linh hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật. Hãy hết lòng, tha thiết yêu thương lẫn nhau. Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát, nhưng bởi hạt giống không hư nát là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. Vì loài người ví như cỏ, tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại, cỏ khô, hoa rụng. Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời, lời đó chính là tin mừng đã được trao truyền cho anh chị em. Trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, xin chúng ta một lần nữa lắng lòng, hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha Thánh là đứng dựng nên trời và đất bởi lời của Ngài.
lời quyền năng của Chúa, lời sống động của Ngài, chân lý. Chúng con xin Chúa giờ này phán cùng chiên của Chúa, hầu chúng con được nghe tiếng Ngài, hầu chúng con biết được sự quý giá của lời Ngài là thế nào. Vì con người sống không bởi bánh mà thôi, bởi mỗi lời từ miệng Chúa. Và chúng con được tái sanh, được sống động trong Phúc Linh vì lời hằng sống của Ngài là lời không hề thay đổi. Chúng con cảm ơn Cha. Cha dấu yêu xin ban phước trên dân sự Ngài cho chính con, vì chúng con nghe tiếng Chúa và lấy làm ngọt ngào vì chúng con ném được Ngài, được sự thương xót của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Nguyện xin lời của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng con, lòng anh chị em chúng con đẹp ý Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sống trong những ngày ở đại dịch, thì dễ dàng chúng ta có nhiều trạng thái trong cuộc đời chúng ta. Đôi lúc chúng ta thấy mình có thể lơ đễnh, có thể hốt hoảng, và một số anh chị em chúng ta đôi lúc cũng biết những người hoặc chúng ta là những người chán nản. Ba cái từ này nói lên cái tâm trạng của nhiều người ở trong cái thời đại dịch này. Gần đây thì tôi ra chợ đầu tháng 3, thực ra thì đến khi đến chợ Subway thì thấy những cái không có hàng, những cái kệ trống rỗng, nhất là kệ về giấy vệ sinh, khăn giấy vân vân. Khi chúng ta nghe để ý tin tức, và tin tức ngày này qua ngày nọ có những thay đổi, mà nếu chúng ta lơ đễnh thì chúng ta không có nắm được những cái điều thật là quan trọng. Có một thời gian thì tin tức họ nói rằng là hydroxychloroquine, có thể là thuốc sốt xuất huyết, có thể trị được COVID cộng với lại thuốc khác dĩ nhiên. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy rõ ràng là chính cơ quan FDA về dược và về thức ăn ẩm thực và dược của chính quyền Mỹ thì nói rằng là không, những cái nghiên cứu gần đây nhất thì nói rằng là hydroxychloroquine không có giúp cho bệnh COVID, không có điều trị được. Và một số chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian này thì có nhiều người bắt đầu chán nản và trầm cảm. Ở Ethiopia có một cái nghiên cứu gần nhất thì gấp 3 lần dân số ở đó như hơn là thường lệ đã bắt đầu có những triệu chứng về trầm cảm. Và khi chúng ta ở trong đại dịch này mà không cẩn thận thì chúng ta có nhiều cái trạng thái tiêu cực. Có người thì trong cái đại dịch này thì không ra khỏi nhà, có người đã không ra khỏi phòng nữa, có người thì có bệnh mà sợ đi nhà thương, có tai nạn mà sợ đi nhà thương, có người thì ăn nhiều hơn, tức là chúng ta sẽ ăn nhiều hơn, mà có người thì shopping online nhiều hơn, có người thì lại uống rượu nhiều hơn. Ở Canada có một thống kê gần đây nhất á, là có khoảng 20% của những người từ 15 tuổi cho đến 49 tuổi thì dùng rượu nhiều hơn trong cái thời điểm của đại dịch. Đây là những cái tiêu cực mà con người chúng ta có thể làm. Chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, chúng ta lơ đễnh, chúng ta hốt hoảng, chúng ta chán nản. Đây là những điều thực ra rất là nghịch với lại cái đời sống tin kính Chúa, đời sống, cái nếp sống tin kính. Vì vậy nên trong phân đoạn mà chúng ta mới được nghe ở trong Phi-rơ thứ nhất thì Phi-rơ nói như vậy: vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Chúng ta thấy cái ba cái trạng thái hồi nãy chúng ta nói nó đều nghịch lại với lại cái điều mà người tin kính Chúa có. Anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, nguyên văn là như thể thắt lưng, bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn. Ở đây có sự lạc quan, có sự tỉnh táo và có sự cảnh giác. Đây là đời sống người tin kính. Và cái từ đầu tiên rất đặc biệt là hãy thắt lưng trong nguyên văn. Tại người Do Thái thì họ mặc áo dài và có thắt lưng. Cho nên một người mặc áo dài và trong thời tiết đó thì đó là cách mặc tốt nhất, vừa có thể tránh nóng mà vừa thuận lợi trong nhiều phương diện văn hóa của họ. Cái điều quan trọng là họ mặc đồ như vậy đó, khi mà họ phải làm lụng, khi mà phải nhanh thì không có cách nào, tại vì cái áo dài đó thì nó lỏng thõng. Cho nên một người mà trước khi đi làm hay làm gì đó phải dùng sức thì và phải gọn gàng thì họ cột thắt lưng, họ cột cái áo, kéo áo lên. Có hai tấm hình chúng ta thấy là cách mà họ kéo áo lên, họ cột để mà họ có thể làm công việc. Nhưng mà đây cái hình ảnh rõ ràng là người tin kính là phải người cảnh giác, người có thể gọn gàng để mà lo những công việc, người bình tĩnh, kiên trì và người lạc quan.
không phải là người lơ đễnh, hốt hoảng hay chán nản, và đó là cái thái độ sống tinh kính của một người Cơ Đốc nhân. Và Führer trong cái câu đầu tiên mà chúng ta đọc là vậy, nghĩa là trước đó có chuyện gì đó, vì vậy cho nên anh chị em hãy có một tâm tình như vậy, hãy có sự chuẩn bị tâm trí, có sự bình tĩnh, có sự hy vọng, đặt sự hy vọng mình, có sự lạc quan, tại vì mình có hy vọng mình lạc quan. Đây là đời sống. Vậy chứ vậy đó nói lên điều gì? Chứ vậy đó nói lên những câu trước. Câu trước thì Führer nói như vậy: vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa của Thế Giê-xu. Và vì lòng thương xót lớn lao đó, chúng ta được sự cứu rỗi linh hồn của anh chị em. Đây là cái điều mà Thượng Đế đã làm. Vì Thượng Đế đã làm một số điều lớn lao diệu kỳ, cho nên chúng ta có một thái độ rất đặc biệt: tỉnh táo, tiết độ, lạc quan, đặt hy vọng ở nơi Chúa và luôn luôn cảnh giác. Ngày hôm nay chúng ta thường dùng GPS. GPS thì nó giúp chúng ta đi từ điểm A đến điểm B. Tôi ưa đi lạc lúc trước khi có GPS, ưa đi lạc. Bây giờ thì cảm ơn Chúa có GPS, bấm một cái vô thôi thì mình biết đi đâu. Nhưng mà con cái Chúa thì trong một phương diện có một cái GPS thuộc linh. Thực ra GPS nghĩa là Global Positioning System. Thì chúng ta là Gospel Positioning System, là chúng ta được định vị không bởi những satellite ở trên không trung, mà chúng ta định vị bởi phúc âm. Vậy vì phúc âm làm việc trong đời sống ta, vì sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta, cho nên chúng ta sống chỉ đạo bởi phúc âm, và chúng ta có những tâm tình, những thái độ rất là tốt lành, cảnh giác, bình tĩnh, và chúng ta lạc quan, hy vọng. Đây nói lên là đời sống Cơ Đốc nhân là đời sống dựa trên nền tảng và khởi đầu ở nơi ân sủng của Chúa. Ở đây nói là: vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa của Thế Giê-xu hiện ra. Chúng ta sống trên ân sủng, đặc biệt là ân sủng trong tương lai khi Chúa Giê-xu trở lại. Nhưng mà thực ra Chúa ban chúng ta ân sủng thì không đủ. Khi Phao-lô gặp những khó khăn trong cuộc đời mình và xin Chúa một số điều, thì đôi lúc có lúc Chúa Giê-xu nói thẳng ấy, ông là ân điển của ta đủ cho con, trong sự yếu đuối của con thì quyền năng của ta được thể hiện. Vì vậy nên ân điển của Chúa không những là cho khi chúng ta gặp Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại, mà ân điển của Chúa đủ cho ngày hôm nay. Ân điển này là ân điển diệu kỳ, tại vì ân điển này là cho chúng ta một số cái liên hệ rất là đặc biệt giữa chúng ta với Thượng Đế. Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu thì chúng ta trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Trong một phương diện, Kinh Thánh dạy rõ ràng là chúng ta thừa kế một cái gia sản mà Thượng Đế ban cho, vì chúng ta ở trong Đấng Christ, con độc sanh của Ngài. Ngày hôm nay khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ sống khác. Khi chúng ta là một người thừa kế thì chúng ta sống sẽ khác. Tây Ban Nha là một quốc gia khá đặc biệt. Nếu tôi nhớ không lầm, 1978 thì họ phục hồi lại cái vương vị. Họ bắt đầu sẽ có nhà vua. Lúc trước họ có vua, xong thời gian thì không có vua. Và 1978 thì họ bắt đầu khởi sự có vua lại. Và khi mà có vua thì có người thừa kế ngai vàng. Và cái người thừa kế đó là cô công chúa Leona. Cô đây bây giờ khoảng 13 tuổi. Và nếu mà mình là một người thừa kế cho cái ngôi vàng đó thì cuộc đời chúng ta định hướng rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều thứ và chúng ta sẽ sống như là một người thừa kế cái ngôi vàng đó. Đó là cô Leona công chúa. Và tất cả mọi sự đều theo cái quy định đó. Khi cô 13 tuổi thì mới là lần đầu tiên cô bước ra công cộng và đọc một bài diễn văn. 13 tuổi được huấn luyện kỹ càng rồi chúng mới ra. Cũng như vậy, mỗi Cơ Đốc nhân á, khi chúng ta sống, chúng ta cũng có sự chuẩn bị của Chúa, sự trang bị của Chúa, và chúng ta sống vì chúng ta sống như một người con của Ngài và thừa kế gia sản của Chúa. Và cái thái độ này là cái thái độ khiến chúng ta sẽ bình tĩnh, tràn đầy hy vọng và luôn luôn cảnh giác. Câu Kinh Thánh kế tiếp thì nói như vậy: nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, câu 15-16, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình, vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Cái thái độ bình tĩnh, cảnh giác và lạc quan, hy vọng đó là cái thái độ bày tỏ nếp sống thánh mà chúng ta có, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và vì vậy nên Chúa nói ta là thánh, các con cũng phải là thánh, và cái nếp sống của chúng ta là nếp sống thánh khiết. Cho nên câu hỏi ngày hôm nay trong cái tựa đề chúng ta là làm ngày hôm nay chúng ta sống thế nào, giữa đại dịch hay là sau khi đại dịch chúng ta sống thế nào, thì câu trả lời gọn gàng là chúng ta sẽ sống thánh khiết, bởi vì chúng ta là con cái,
là kẻ thừa kế gia sản mà Thượng Đế ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Để mà sống như vậy, sống thánh khiết như vậy, thì chúng ta phải sống ở trong đấng Christ. Đó là trọng tâm. Christ, đấng Christ sẽ là trọng tâm của chúng ta. Chúng ta luôn sống trong đấng Christ. Vì vậy, và chúng ta khi sống trong đấng Christ thì chúng ta mới được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm con cái Chúa Trời thì Phao-lô có lời nhắc nhở chúng ta trong câu 14 là chúng ta phải sống thánh, tại vì chúng ta sẽ sống như con cái hay vâng lời. Đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dốt nát. Rồi có 3 điểm mà chúng ta sẽ suy gẫm ngày hôm nay tích cực trong đời sống thánh khiết. Đời sống thánh khiết là đời sống trong Chúa Giê-xu, trong đấng Christ, và đời sống đó khởi đầu đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta sống như con cái hay vương phục hay vương lợi. Là chữ thánh, khi chúng ta nói về thánh thì đôi lúc cái từ ngữ này nó cũng khó hiểu. Xong anh chị em đều biết ha, chữ thánh có nghĩa là được biệt riêng ra. Cho nên thánh ca là những bài hát được biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Thánh đường là nơi mà chúng ta biệt riêng ra để chúng ta có sự thờ phượng Chúa. Thánh đồ là như thế nào? Thánh đồ là chúng ta. Nhưng mà nói chữ thánh là chữ hoàn toàn thánh khiết mà trong sạch mà lại tốt lành thiện thì có lẽ chúng ta không dám gọi mình là thánh đồ. Nhưng Kinh Thánh gọi chúng ta là thánh đồ tại vì chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa, và đặc biệt là được biệt riêng ra để vâng phục Chúa. Đó là thánh đồ. Thánh biệt riêng ra cho Chúa. Cho nên Kinh Thánh trong câu 15-16 như vậy, như đứng như gọi anh chị em là thánh. Anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình, vì Kinh Thánh chép rằng các ngươi phải thánh vì ta là thánh. Cái thứ hai, không những chúng ta là con cái của Chúa, cho nên chúng ta phải sống thánh khiết và phải vâng phục. Cái điều thứ hai là chúng ta phải sống với lòng kính sợ Chúa. Câu 17, và nếu anh chị em xưng Ngài là cha, là đứng không thiên vị, nhưng xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tha hương. Nếu chúng ta là con cái của Thượng Đế Đức Chúa Trời hằng sống, đứng chí cao, chí thiện, đứng thánh khiết, thì chúng ta phải cẩn thận. Tại vì ở đây nói lên chúng ta là cha của chúng ta là đứng không thiên vị. Không thiên vị, không bao che. Nếu chúng ta làm sai, là đứng không thiên vị, nhưng xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm. Vì vậy nên chúng ta phải ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tha hương. Rất đặc biệt, chữ tha hương đó là chữ giống như là sống như một người ngoại kiều. Thế gian này không phải là quê hương chính của chúng ta. Đúng, chúng ta có thể là người Việt Nam, quê hương chúng ta Việt Nam. Và khi chúng ta định cư ở đây thì phần nào nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Nhưng thực ra dù Việt Nam hay Mỹ hay bất cứ nước nào khác, chúng ta là con cái Chúa, có một quê hương, đó là nơi Chúa ngự thiên đàng. Quê hương của chúng ta không phải đây, cho nên chúng ta sống như Phi-rơ nói, trong thời gian sống ở đây là sống tha hương, và chúng ta sống với sự kính sợ, tại vì Thượng Đế Cha chúng ta sẽ là đứng đoán xét mọi người và không thiên vị ai hết. Cái hình ảnh mà chúng ta cần suy nghĩ ở đây là tại vì một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp Cha, và Cha chúng ta sẽ phán xét những gì chúng ta sống, cách nếp sống của mình. Hình ảnh đây là những hình ảnh của một đứa nhỏ mà nó trông chờ bố nó về. Và khi tôi còn nhỏ đó thì có bữa thì tôi ngoan thì bố về chắc là niềm vui. Và khi mà tôi hư đó, thì bố về thì tôi sợ có thể bị ăn đòn hay bị la. Cũng như vậy, nếu chung Phi-rơ dạy chúng ta, nếu anh chị em xưng Ngài là cha và đứng không thiên vị nhưng xét xử mỗi người, một ngày nào đó chúng ta sẽ được đối diện với Ngài và Chúa xét xử, thì chúng ta phải cẩn thận và chúng ta sẽ kính sợ, tại vì khi đó là bố về, khi đó là chúng ta sẽ gặp Thượng Đế Cha Thánh của chúng ta. Có hai cái điều chúng ta ưa lầm khi chúng ta suy nghĩ về sự đoán xét của Chúa cái ngày mà chúng ta phải ra hầu tòa của Đức Chúa Trời hàng sống. Tất cả nhân loại đều phải hầu. Là cơ đốc nhân thì có hai cái sự hiểu lầm. Hiểu lầm thứ nhất là chúng ta nghĩ là cơ đốc nhân thì không cần chịu trách nhiệm, nghĩa là khỏi phải ra tòa. Cái đó không đúng. Trong đoạn Kinh Thánh này nói là chúng ta phải sống tin kính với sự kính sợ, tại vì tất cả chúng ta đều sẽ bị phán xét bởi Cha là đứng không thiên vị. Cái lầm lẫn thứ hai mà cơ đốc nhân thường có đó là tại vì chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, về nếp sống của mình, cho nên dường như là chúng ta phải sống công đức, phải sống tốt lành đó, và cái đó ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của mình. Thì cái đó cũng là lầm lẫn. Sự cứu rỗi của chúng ta là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi ân sủng lớn của Ngài. Nhưng không, vì vậy nên chúng ta công đức không có liên hệ đến điều này. Cái điều mà
chúng ta cần hiểu thay vì lầm lẫn là chúng ta không có cần phải chịu trách nhiệm, hoặc là chúng ta chịu trách nhiệm cho nên cái điều đó nghĩa là phải nhờ công đức mà chúng ta được sự cứu rỗi. Chúng ta hiểu như vậy. Chúng ta thực ra không có bị đoán xét. Roma đoạn 8 câu 1 nói như vậy. Vậy bây giờ không có sự đoán phạt nào đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá gánh hết tội lỗi của chúng ta, là những người đặt niềm tin nơi Ngài, thì chúng ta không có sự đoán phạt nào nữa hết. Chúng ta được sự cứu rỗi một cách nhưng không bị ân điển qua đức tin. Xong, có nghĩa gì khi mà cha của chúng ta sẽ gặp chúng ta và sẽ xét cái nếp sống của chúng ta? Đó là như vậy. Đó là nghĩa là chúng ta cần phải có sự vâng phục, cái điểm đầu tiên, và sự vâng phục, kính sợ, trung tín trong điều đó. Tại vì đây không phải là căn bản để chúng ta được cứu. Sự cứu rỗi là món quà Thượng Đế ban cho mình qua Chúa Giê-xu. Nhưng khi chúng ta vâng phục á, thì đó bày tỏ thực chất của đức tin mình. Khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ vâng phục. Và khi chúng ta vâng phục thì nó bày tỏ thực chất là chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa. Chúa Giê-xu có lần dạy rất là nghiêm. Không phải hễ ai nói với ta lạy Chúa đều sẽ vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của cha ta trên trời. Và khi họ làm theo ý muốn của cha ta trên trời có nghĩa là họ đặt niềm tin ở nơi ân sủng lớn lao mà Thượng Đế ban cho mình tình thương, sự thánh khiết. Và vì vậy nên họ thể hiện cái niềm tin của mình. Cái niềm tin của mình được thể hiện qua sự vâng phục. Vì vậy nên Chúa nói tiếp, Chúa Giê-xu, nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng, ta không biết các ngươi, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Khi chúng ta biết Chúa, biết tình thương của Chúa thì nó cảm động, nó thay đổi con người mình. Và sự vâng phục là cái điều tự nhiên. Đúng chúng ta có vấp ngã, đúng chúng ta có sự vật lộn, đúng chúng ta có thể bị dục vọng, lường gạt, vân vân. Nhưng cái khuynh hướng chính của chúng ta là vâng phục, tại vì cảm nhận được tình thương lớn lao của Thượng Đế cho mình qua Chúa Giê-xu, và chúng ta muốn làm đẹp lòng cha. Vì vậy nên khi chúng ta nói về sống vâng phục Chúa, nó là cái bằng chứng thể hiện bởi đức tin chúng ta ra, chứ không phải là để cho chúng ta được sự cứu rỗi, để nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta đã nói về ba điều ở trong đấng Christ. Thứ nhất là chúng ta là trong liên hệ với Chúa Giê-xu thì chúng ta là con cái vâng phục cha chúng ta. Thứ hai, chúng ta có sự kính sợ, kính sợ cha của mình, tại vì Ngài là đứng không có thiên vị và xét đoán mọi người tùy theo nếp sống của họ. Điều thứ ba đó là chúng ta phải có một nếp sống thương yêu. Ở trong đấng Christ có nghĩa là sống thương yêu. Ở trong câu 22, Führer nói như vậy: nhờ vâng phục chân lý, linh hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật. Nhờ vâng phục lời của Chúa, sau khi chúng ta vâng lời, chúng ta nhận biết kính sợ Chúa, sống để sống vâng phục, thì linh hồn của chúng ta được tinh luyện. Được tinh luyện để làm gì? Được tinh luyện để thương yêu anh chị em, con cái Chúa một cách chân thật. Đó là điều khá diệu kỳ. Chúng ta được tinh luyện là để thương yêu. Và đó là nếp sống. Cái điểm thứ ba của một nếp sống tinh kính. Chúng ta là con cái vâng phục Chúa. Chúng ta có sự kính sợ đối với cha mình. Và chúng ta sống thương yêu anh chị em chúng ta. Vì đã được tái sanh, đã được tinh luyện. Câu thời gian thứ nhất, đoạn 4, câu 7, câu 8. Là cái nền tảng tại sao mà chúng ta được tinh luyện để mà yêu thương. Tại vì như vậy, Giăng viết: các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúa là nguồn yêu thương. Chúng ta yêu thương tại vì chúng ta kinh nghiệm được Ngài, chúng ta được dựng nên trong hình ảnh của Ngài, và cái sự suy đồi của con người chúng ta càng ngày càng được phá đi, và chúng ta được hồi phục hình ảnh của Chúa, và chúng ta thương yêu. Và không những Chúa là nguồn của tình yêu thương mà Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì vậy nên chúng ta được tinh luyện để chúng ta yêu thương anh chị em mình, kính Chúa và yêu người. Vì vậy không có ngạc nhiên khi mà Chúa nói điều răn lớn nhất của Chúa cho con người chúng ta, cho tất cả chúng ta là gì? Điều răn lớn nhất, Chúa Giê-xu có lần có người hỏi và Chúa Giê-xu trả lời. Chúa Giê-xu đáp: hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, trong liên hệ cha và chúng ta là con. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Còn điều răn thứ hai cũng như thế, hãy yêu thương người khác như chính mình.
Vì Chúa tinh luyện đức tin chúng ta để thương yêu, cho nên mệnh lệnh lớn của Chúa phù hợp là chúng ta kính Chúa và yêu người. Chúng ta nói về ba cái đức tính, ba cái bản chất của một người ở trong Đấng Christ, một cái nếp sống thánh khiết và một cái nếp sống thương yêu, một cái nếp sống kính sợ Cha chúng ta trên trời, một cái nếp sống là những người con hưng phục. Vì chúng ta nói vào phần tiêu cực, tại vì Phi-rơ dạy dỗ và ông dạy trọn vẹn, ông nói bên một số điều tiêu cực về con người chúng ta trước khi chúng ta tin nhận Chúa, sống trong Chúa. Thì ở đây chúng ta lưu ý ở trong câu trước thì như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước khi anh chị em còn sống trong dốt nát. Sau đây chúng ta có hai điều, là chúng ta khi mà chưa biết Chúa thì chúng ta sẽ biết sống theo dục vọng của mình. Và ở đây Kinh Thánh nói là sống trong dốt nát. Dốt nát có nghĩa là không có tri thức, mê muội, nhưng mà hơn thế nữa là không có chấp nhận mục đích của Thượng Đế cho mình, không có chấp nhận đường lối của Chúa cho mình. Và đó là nếp sống trước. Kinh Thánh nói rất rõ là nếp sống đó là nếp sống theo dục vọng. Và tại sao chúng ta làm những điều? Là tại vì dục vọng nó đẩy chúng ta, và chúng ta làm trong cái sự mê muội, trong sự tối tăm, chúng ta trong sự không biết và không có sự, trong sự không chấp nhận Thượng Đế, đường lối Ngài, cũng như tin lành của Chúa. Có một cái ví dụ có thể dễ hiểu. Khi mà nói đến bị dục vọng lôi cuốn thì giống như là một người say rượu. Một người say rượu, trước khi chúng ta biết Chúa thì chúng ta say rượu và chúng ta tối tăm trong cái mê muội của mình. Dục vọng chúng ta khiến chúng ta say. Chúng ta nói là giận thì mất khôn. Cái giận đó khiến chúng ta mất khôn, nghĩa là giống như là không có tỉnh. Dĩ nhiên có nhiều thứ khác khiến chúng ta không có tỉnh. Ghen tị khiến chúng ta không có tỉnh. Nghi ngờ, đố kỵ, bao nhiêu thứ đó khiến chúng ta không có tỉnh. Thì một người theo dục vọng của mình, những người ghen tị là theo dục vọng của mình, những người đố kỵ, những người bực dọc, những người ưa thức tối, bao nhiêu người đó là theo cái sự đố kỵ, theo cái sự mê muội của mình. Có một cái hình ảnh, có một anh kia tối đi uống rượu, xong rồi đánh lộn, thì khi về thì cũng quan tâm là vợ sẽ cằn nhằn, cho nên ảnh mới lấy thôi bây giờ mình có dấu thì bây giờ mình lau mặt rửa mặt hết rồi mình lấy băng keo mình dán để cho vợ không có để ý, không thấy nhiều, xong mình đi ngủ. Thì anh hí hửng anh vô anh làm như vậy, xong anh ngủ dậy thì vợ anh mới nói là gặp vợ sáng sớm thì vợ nói là tối hôm qua anh đi trễ chắc uống rượu say phải không. Cái anh nói đâu có, sao em biết, sao em nói vậy. Thì bà vợ nói là em thấy trong cái kiến trong phòng tắm ai dán băng keo đầy hết trơn. Đó là sự mê muội của mình, sự dốt nát của mình. Cái dục vọng nó khiến mình làm những điều mình không muốn, và chúng ta trong cái mê muội thì tưởng là mình chữa lành hay là mình băng keo, dán băng keo, mà thực ra chúng ta không dán băng keo mà chúng ta dán băng keo trên kiến. Đó là đời sống trước. Một cái điểm nữa mà Führer nói, vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên. Đây nói một điểm nữa, không những chúng ta mê muội, không những chúng ta theo dục vọng của mình trong đời sống trước, mà cuộc đời của chúng ta sống vô nghĩa, sống vô dụng. Đây là cái điều mà tất cả những văn hóa, những xã hội có tính chất trước lời của Chúa, trước quan điểm của Chúa, trước ánh sáng của Chúa, chúng ta thừa hưởng một nếp sống, và nếp sống đó khi mà gạt Chúa qua một bên thì chúng ta là một nếp sống vô dụng. Con người chúng ta được dựng nên để phản ảnh, mang vinh hiển cho Thượng Đế, mà có văn hóa nào, có cái sự lối sống nào ngoài Chúa mà chúng ta có thể làm vinh hiển cho Thượng Đế? Không có. Chúng ta nếu mà có thờ phượng Thượng Đế cũng theo thờ phượng theo cách của mình, và chúng ta thường thường không có quan tâm đến sự vinh hiển của Thượng Đế đứng dựng nên chúng ta. Vì vậy nên cuộc đời chúng ta trước mặt Chúa, trước mặt Thượng Đế đứng tạo hóa là vô dụng. Chúng ta chẳng biết đến Ngài. Nếu mà chúng ta có biết đến Ngài là chỉ khi cầu, có nhu cầu để cầu khẩn mà thôi, chứ chẳng có biết đến sự vinh hiển của Chúa và tìm kiếm sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy nên đời sống chúng ta, tất cả mọi văn hóa, tất cả mọi quốc gia không có phản ảnh được sự vinh hiển của Thượng Đế, nghĩa là chúng ta vô dụng đối với Ngài. Và thực ngày hôm nay chúng ta nhiều văn hóa, nhiều suy nghĩ con người đã đến điểm mà chúng ta dường như là gạt Thượng Đế qua một bên.
Và thực cuộc đời vô nghĩa nếu không có gì sau sự chết. Vì vậy nên khi chúng ta gạt Chúa vào bên thì chúng ta không có gì chắc chắn ở bên phía bên kia cuộc đời. Và cuộc đời này chỉ ăn, uống và vô nghĩa. Đó là đời sống trước. Nhưng mà cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng ta được tái sanh trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta có một nếp sống mới, nếp sống thánh khiết, kính sợ Chúa, vâng phục như những con cái yêu dấu. Và chúng ta thương yêu, kính Chúa và yêu người. Có hai cái động cơ mà Führer muốn khích lệ chúng ta. Führer muốn khích lệ chúng ta bằng hai cái động cơ để chúng ta sống nếp sống thánh khiết này. Và trong Kinh Thánh nó nói như vậy. Nhưng chúng ta được cứu chuộc, được tái sinh, được làm con cái của Thượng Đế bằng chính huyết báo của Chúa Cứu Thế như huyết chiên con, không khuyết tật, không vết nhơ. Ở đây ông nhắc chúng ta cái động cơ mà để chúng ta sống đạo, sống thánh khiết, đó là tại vì thấy được tình yêu thương của Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho chúng ta thật là lớn. Chúng ta được chuộc bởi cái nếp sống vô nghĩa của chúng ta, sống theo dục vọng và sống theo sự mê muội của mình bằng cái gì? Không phải là bằng tiền, không phải là bằng bạc, nhưng mà bằng chính huyết báo của Chúa Cứu Thế, Chúa Giê-xu, như là một chiên con không khuyết tật, không vết nhơ. Chiên con của Đức Chúa Trời làm tế lễ cho chúng ta được tha thứ tội lỗi. Động cơ mà chúng ta sống thánh khiết và khi chúng ta thấy được tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho mình, chính Ngài đã chết cho mình, một con chiên không khuyết tật, không vết nhơ, vô tội mà chết cho chúng ta. Cái động cơ thứ hai, khi mà nói rằng là và nếu anh chị em xưng Ngài là cha, là đứng không thiên vị. Điều thứ hai mà chúng ta thấy được trong động cơ, thứ nhất là chúng ta thấy được tình thương của Chúa Giê-xu cho mình. Và thứ hai là chúng ta không có muốn khước từ, không có muốn coi thường cái tình yêu thương của cha mình đối với mình. Một khi Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu chúng ta, Ngài thương yêu chúng ta vô cùng, và chúng ta không có muốn phật lòng Ngài vì biết là Ngài thương chúng ta. Vì chúng ta kêu Chúa là cha, cho nên chúng ta không muốn đạp tình yêu thương đó, không muốn coi thường tình yêu thương của cha mình, và chúng ta sống tin kính đối với cha. Khi xưa thì anh tôi có một cái rạp hát, hồi đó Triều Thành, không biết ông bà trẻ có ai nhớ không? Trong rạp hát đó thì chiếu nhiều phim lắm. Thì cha tôi là mục sư, lúc bấy giờ thì cũng đến xem anh tôi làm như thế nào. Và có một lần anh tôi chia sẻ là tại vì cha cho nên nhiều phim cô không có dám chiếu. Có những phim mà nó hơi táo bạo hơn hay như thế nào đó thì anh đã không muốn chiếu tại vì sợ phật lòng cha. Đó là cái điều mà động cơ Führer nói ta, nếu chúng ta xưng Đức Chúa Trời là cha thì có một số điều chúng ta không làm tại vì chúng ta sợ phật lòng Ngài. Tình yêu thương của Chúa Giê-xu, tình yêu thương của cha là động cơ để chúng ta sống đời sống thánh khiết. Ở đây chúng ta cũng thấy trong câu 20 rất là hay. Ngài đã được định trước khi sáng thế để chết cho chúng ta, để cứu chúng ta đó, Chúa Giê-xu. Nhưng hiện ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ anh chị em. Sự chương trình của Thượng Đế cho chúng ta không phải là khi con người sa ngã là Chúa mới có chương trình để mà cứu. Không. Trước khi sáng thế, đứng đã biết trước mọi sự, biết con người sẽ sa ngã. Trước khi sáng thế, trước khi dựng nên đầu tiên, dựng nên con người, thì Đức Chúa Trời đã định sẵn Chúa Giê-xu, con chiên của Đức Chúa Trời sẽ chết cho chúng ta. Một tình yêu thương lạ lùng diệu kỳ, tình yêu thương chuẩn bị cho chúng ta một cứu Chúa trước khi sáng thế, trước khi con người được dựng nên. Chúa biết trước và Chúa đã định sẵn. Để ý tưởng này hấp dẫn chúng ta, mở mang tâm trí chúng ta thấy sự vĩ đại của Chúa, cũng như thấy tình yêu thương lớn lao của Ngài. Câu kế tiếp, nhờ Ngài anh chị em tin vào Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giê-xu anh chị em tin vào Đức Chúa Trời là đứng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang. Như thế anh chị em đặt niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Qua sự chết của Chúa Giê-xu, qua sự sống lại của Chúa Giê-xu, chúng ta đặt niềm tin ở nơi Thượng Đế là đứng thương yêu chúng ta đến nỗi ban con một của Ngài cho mình. Cái ý chính ngày hôm nay là gì? Bài giảng hôm nay, phân đoạn của Führer nhắc nhở chúng ta một câu hỏi và một câu giải đáp. Câu hỏi là giờ chúng ta sống thế nào? Ở trong COVID, sau khi COVID, thì chúng ta là kẻ tin kính sống như thế nào? Câu trả lời của Führer là chúng ta là con cái của Thượng Đế, là kẻ thừa kế trong Chúa Giê-xu gia sản mà Thượng Đế ban cho chúng ta, chuẩn bị sẵn, không ô uế, không hao tàn, thì chúng ta phải sống thánh khiết. Và sống thánh khiết là như thế nào? Sống thánh khiết là phải như con cái vâng phục, phải có sự kính sợ Đức Chúa Trời là đứng đoán xét chúng ta, tất cả mọi người về nếp sống của mình,
và chúng ta được tinh luyện đức tin của mình để mà sống yêu thương, kính Chúa, yêu người. Đó là ý chính của ngày hôm nay. Nhớ là chúng ta là những người thừa kế gia sản của Thượng Đế. Vậy thì cái nếp sống này sẽ như thế nào? Khi xưa thì một người thầy tế lễ thượng phẩm á, họ có một điều rất đặc biệt là không những họ mặc đồ khác tất cả mọi người, mà ở trên đầu họ có một tấm bằng vàng, và trên cái tấm vàng đó thì có khắc chữ như vậy: Thánh cho Đức Chúa Trời, hay Thánh cho Chúa. Thánh nghĩa là biệt riêng cho Chúa. So khi mà ông thầy tế lễ đứng giữa vòng mọi người đó, thì mọi người đều thấy ông, ông này là người được biệt riêng ra cho Chúa, ông là Thánh, Thánh cho Chúa, ông là thầy tế lễ. Ngày hôm nay nhiều người chúng ta cũng có những cái nhãn hiệu, chúng ta có thể mặc áo t-shirt, có thể chúng ta thấy cái bảng hiệu có một cái áo gọi là để chữ Vietnamese, mà chữ Vietnamese thì có chữ I, chữ E, chữ M á, thì nó I am Vietnamese thì nó hiện ra màu đỏ I am, xong rồi chữ những chữ khác là chữ trắng. Có thể người mình hãnh diện là người Việt Nam, hay là mình hãnh diện là người Mỹ, hay người, bất cứ người nào đó, mà chúng ta mặc cái áo đó để nói lên mình là ai. Thì người thầy tế lễ đó, mình là người biệt riêng ra cho Chúa. Trong một phương diện, mỗi cơ đốc nhân đều có thể giống như thầy tế lễ, biết là mình được biệt riêng ra cho Chúa, mình có nếp sống thánh. Mà dĩ nhiên chúng ta sống không phải là mặc áo vô nó là tôi là thánh, nhưng mà có lẽ nếu mà chúng ta cần mặc áo mà để bày tỏ mình là những người có nếp sống thánh, thì có lẽ cái điều đó là cái sự vương phụ, cái sự kính sợ và cái sự thương yêu. Thi Thiên 96 của chính nói như vậy: hãy mặc trang phục thánh mà thờ phượng Chúa. Ước ao mỗi chúng ta trước mặt Chúa sẽ mặc những trang phục này, trang phục bằng sự vương phụ, sự kính sợ và sự thương yêu. Cái đáp ứng của cơ đốc nhân chúng ta đối với lời Chúa ngày hôm nay. Những câu kế tiếp của Führer: anh chị em không được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát, nhưng bởi hạt giống không hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. Chúng ta mới suy gẫm lời của Chúa, lời hằng sống và hằng còn, và chúng ta đáp ứng đúng đắn là chúng ta sẽ vâng phục. Con sẽ cậy ơn Chúa, là con của Chúa, con sẽ là những sống như những con cái vâng phục. Con sẽ sống kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là đứng phán xét, và con sẽ sống trong tình yêu thương. Đối với thân hữu, đây là lời của Chúa cho ông anh chị em. Chúa, trong lời Chúa, Phi-rơ nhắc lại lời của Chúa trong Ê-sai: loài người ví như cỏ, tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Con người chúng ta như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, chúng ta sẽ chết. Và khi chúng ta chết đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị để mà gặp đứng tạo hóa dựng nên chúng ta. Và lời của Thượng Đế chúng ta là như vậy: dù là con chết nhưng mà lời của ta là lời đời đời. Và lời đời đời là như vậy, là một cái tin mừng rao truyền cho chúng ta. Đó là tin mừng của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta tin vào lời hằng sống và còn đời đời của Chúa, tức là phúc âm như Kinh Thánh đây nói, phúc âm nghĩa là có một Thượng Đế thương yêu chúng ta, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hãy tin ở lời hằng sống, rồi anh chị em sẽ được kinh nghiệm là mình sẽ được, khi chúng ta tiếp nhận chân lý này, niềm tin này, thì Chúa Giê-xu nhận chúng ta làm con cái, chúng ta sẽ có một Cha Thánh trên trời, và chúng ta có thể thể hiện một nếp sống, sống làm sao trong thế giới này, dù là đại dịch hay là qua cơn đại dịch, dù là hạn nạn hay là thịnh vượng, dù là như thế nào, chúng ta sẽ có một nếp sống thánh, đẹp lòng Thượng Đế, Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì ân điển diệu kỳ mà Chúa lại thương chúng con, sự thương xót của Chúa ban chúng con sự cứu rỗi cho linh hồn chúng con, tha thứ tội lỗi chúng con, cho chúng con một gia sản ở trong Đấng Christ mà Chúa đã định để sẵn trên trời. Một gia sản không ô uế, không phai tàn. Chúng con sẽ được đến với Ngài, được ở với Ngài, ngự trị với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Để Cha dấu yêu giúp chúng con, để chúng con biết điều này. Đây là chân lý vĩnh hằng, là chúng con thuộc về Chúa. Chúc chúng con để chúng con vì vậy mà sẽ sống khác. Khi chúng con biết chúng con chân thực là con cái của Ngài và có được một gia sản mà Chúa hứa, chúng con sẽ sống định hướng bởi phúc âm của Ngài, được chỉ đạo với phúc âm của Ngài, mà chúng con sẽ sống như những con cái vâng phục Ngài.
Chúng con sẽ sống với lòng kính sợ Chúa, là đứng công chính, đứng công bình, đứng phán xét mọi người trong nếp sống. Chúng con xin Chúa giúp để chúng con thể hiện đức tin của chúng con bằng đời sống phương phục, đẹp lòng Ngài, kính sợ Ngài. Và xin Chúa giúp chúng con khi chúng con được tinh luyện, chúng con càng ngày càng kính mến Chúa hơn và càng ngày càng yêu thương anh chị em chúng con tha nhân hơn. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Cha biết ơn trên lời của Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Dâng hiến cho nhà Chúa là trách nhiệm và đặc ân của con cái Chúa, do đó chúng ta hãy dâng hiến với lòng vui mừng và biết ơn. Hiện tại, Hội Thánh chưa có cách để dâng hiến online. Các con cái Chúa nào muốn dâng hiến bằng checks thì xin liên lạc cô Diễm qua điện thoại hoặc text ở số 916-396-8792 để lấy địa chỉ. Còn những con cái Chúa nào dâng hiến bằng tiền mặt thì xin giữ lại và biệt riêng ra. Hầu khi nào Hội Thánh có dịp nhóm lại thì chúng ta có thể dâng. Và sau đây xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện Chúa cho số tiền dâng của chúng ta. Kính lạy Chúa là Cha Thiên Phụ của chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng hay thương xót và đầy lòng nhân từ. Ngài là đấng ban cho và ban cho cách dư dật. Và giờ này chúng con đến với Chúa qua sự dâng hiến để bày tỏ lòng tin kính và biết ơn. Nguyện Chúa đập lòng với sự dâng hiến của chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Of the Lord forever, I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn nơi hát khen Ngài, Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn nơi hát khen Ngài, ơn Chúa yêu cầu sao tuyệt vời. Tự lòng tôi sẽ luôn hát khen xưa thần Thiên Chúa đến khắp nơi nơi. Tự lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thần tin Chúa cho đến mãi mãi muôn đời. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Xin kính mời anh đứng dậy, chúng ta sẽ có thời giờ để mà cầu nguyện. Nhà Chúa là nhà cầu nguyện, chúng ta có thể dâng lên những nhu cầu trong đời sống riêng tư của chúng ta. Cầu nguyện cho người thân, cầu thay cho xã hội, cho đất nước, cho quê hương. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Xin chúng ta cùng nhau thầm nguyện. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Cha Thánh, chúng con vui mừng vì chúng con thuộc về Ngài, là con cái yêu dấu của Ngài trong Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa vì vậy nên Chúa thương yêu chúng con mà lắng nghe lời cầu nguyện chúng con. Chúng con dâng lên Chúa những nỗi niềm, những quan tâm, những ưu tư trong đời sống chúng con, những nhu cầu. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người thân của chúng con, cha dấu yêu, đặc biệt cho những người thân mà chưa biết Ngài. Chúng con cầu nguyện cho đồng bào chúng con, cho những người trên thế gian này mà chưa biết Chúa, chưa biết mục đích Chúa Trời cao cả, tốt lành, tràn đầy thương xót, có thể nhận họ làm cha thánh. Xin Chúa ban ơn trên họ cho Chúa yêu. Ơn lớn nhất là Chúa có thể ban cho con người là ơn cứu rỗi mà chúng con đã được nhận. Cha Chúa yêu, xin Chúa dùng chúng con để mang tin lành đến cho những người chưa biết Ngài. Hầu cho Chúa được vinh hiển, chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng đất nước này, quê hương này, đại dịch trong tay yêu thương của Chúa. Biết rằng là Chúa luôn thương xót và Chúa hành động trên lời cầu nguyện của chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện chung, sau đó sẽ hát tôn vinh chân thần. Chúng ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến,
Ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đôi, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi. Trời cao cung chung cả người ba ngôi, Chúa Cha cùng con với linh muôn đời. Amen. May the love of the Father, the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, and the comfort, strengthening of the Holy Spirit be with each one of us from now until we see Christ face to face. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Chúa Giêsu và sự nâng đỡ soi sáng thêm sức của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi chúng ta từ đây cho đến khi chúng ta gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt. Amen. Kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay trong ban ngày, dịch lệ lấy ra trong tối tăm, hoặc sự huy pha trong lúc trưa. Dù thế giới có đổi trời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, chọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa. Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa đời, miệng người khen danh Chúa không thôi, lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi, dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất.